Mới chỉ cách đây 3 tháng thôi thì mình rất là buồn, bởi vì mình đi đâu cũng bị chê là da ăn trồng. Bởi vì da mình trước đây thì nó bị sạm và khô lại còn nhăn nữa. Đặc biệt là cái vùng đuôi mắt này, thì khi cười thì xuất hiện rất là nhiều những cái rãnh cười và cái nếp nhăn rất là sâu và rõ rệt. Mà da mình ấy thì lại thuộc cái tuýp da rất là nhạy cảm. Cho nên là mình cái thời gian đấy mất rất là nhiều cái công sức để mà tìm được cái phương pháp chăm sóc da phù hợp. Mình cũng đã từng dùng qua rất là nhiều những loại mỹ phẩm đắt tiền cũng có, từ trong nước đến nước ngoài, nhưng mà mình thấy không có hiệu quả gì cả. Và một số loại thì nó lại để lại những cái kích ứng trên da. Cho nên là cái thời gian đấy thì mình nghĩ là mình chắc là phải sống chung với lũ rồi, cũng không nghĩ là có một cái phương pháp gì đó có thể cải thiện được. Nhưng cũng rất là may, tình cờ mình được một người quen giới thiệu cho bộ sản phẩm dưỡng da chống lão hóa Ki này của Hàn Quốc. Thì cái bộ sản phẩm này thì bao gồm là kem cấp ẩm chống lão hóa và kem đặc trị nhăn mắt. Mình đã tìm hiểu thì mình được biết là cái thành phần của cái bộ kem này thì hoàn toàn từ thiên nhiên, và đặc biệt là có hồng sâm rất là quý hiếm của Hàn Quốc. Thì cái thành phần này thì hoàn toàn là an toàn và lành tính cho da. Và đặc biệt mình rất là yên tâm sử dụng cái bộ sản phẩm này, bởi vì là cái bộ sản phẩm này đã được Hiệp hội Mỹ phẩm Hàn Quốc đã kiểm định. Lần đầu tiên sử dụng cái kem dưỡng da chống lão hóa Ki này thì mình có cảm nhận là khi mà mình thoa lên da thì mình thấy là cái chất kem rất là mát và thẩm thấu rất là nhanh, chứ không hề bị châm chích hay là bết dính như những cái sản phẩm trước đây mình đã từng sử dụng. Và cái mùi thơm của nó thì thực sự rất là dễ chịu. Mình sử dụng được khoảng 7 ngày thôi thì mình đã thấy là da của mình nó khỏe lên, trông thấy, và cái da cảm giác là nó căng bóng và những cái nếp nhăn nó giảm đi rõ rệt. Còn kem dưỡng da mắt này là một cái sản phẩm mình rất là thích, bởi vì những cái kem dưỡng mắt trước đây mình đã từng sử dụng thì nó thường là ở dạng kem, nhưng mà riêng kem dưỡng mắt của Ki này thì còn được tích hợp thêm thanh lăn Rho Massage, cho nên là khi mà kem được thoa lên da được thẩm thấu nhanh gấp 10 lần bình thường. Và hơn nữa có cái đầu thanh lăn massage ấy, thì giúp cho khi mà mắt mình thoa lên được massage rất là dễ chịu. Chỉ sau 3 ngày sử dụng thì mình thấy là da vùng mắt của mình đã cải thiện rất là nhanh chóng. Những cái nếp nhăn và quầng thâm gần như là không còn nữa, và bọng mắt của mình đã biến mất hoàn toàn luôn. Chỉ sau vài ngày sử dụng bộ sản phẩm dưỡng da chống lão hóa Ki này thì mình thấy thực sự rất là hiệu quả, cho nên mình đã an tâm sử dụng cho đến bây giờ thì cũng đã được 3 tháng rồi. Mình thực sự rất là bất ngờ bởi vì cái hiệu quả mà nó mang lại. Bây giờ gặp lại bạn bè và người thân thì mọi người cứ tưởng là mình vừa đi spa hay là vừa đi trẻ hóa da ở đâu về. Mọi người cũng hỏi là mất mấy chục triệu để đắp vào mặt à. Nhưng thực sự là mình chỉ sử dụng cái bộ sản phẩm dưỡng da chống lão hóa của Ki này thôi. Cũng nhờ có bộ sản phẩm dưỡng da chống lão hóa Ki này thì mình bây giờ đã có một cái làn da rất là láng mịn, đôi mắt tươi trẻ và rạng rỡ. Và những cái bạn nào mà đang có dấu hiệu lão hóa da thì thực sự đây là một cái bộ sản phẩm mà không thể bỏ qua các bạn nhé.